Vào dạng sáng ngày 12 tháng 8 tại bản Ót Luông, xã Trường Cọ, thành phố Sơn La đã xảy ra một vụ sạt lở đất đá khiến một căn nhà bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng của thành phố đã kịp thời có mặt giúp gia đình khắc phục hậu quả. Đồng thời, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã tới thăm hỏi động viên gia đình bị nạn. Khi sự việc xảy ra, vợ chồng anh Lường Văn Phong ở bản Ót Luông, xã Trường Cọ đang ngủ. Đất đá sạt lở đã làm ngôi nhà sàn gỗ của gia đình bị đổ sập 1 phần 2 diện tích, làm hư hại nhiều tài sản trong gia đình, dập nát toàn bộ phần liền kề và nhà bếp. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La đã tới động viên gia đình bị nạn vượt qua khó khăn, sớm để cuộc sống. Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng, Chi tri hội Doanh nghiệp thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng, một số doanh nhân thuộc Chi hội Doanh nghiệp thành phố hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng.